thủ công. Cây này thì tận dụng từ cây kiểng cổ nè bạn, bự lắm, hoành hơn 40 mấy 45. Con cái nhiều khi cái đế không có viên. Cây này mình bán, nói chung bán rút vốn. Cây này thấy ngán quá, cây nào cũng nuôi nhà hết ngán. Làm cây phôi mà cây nào cũng nuôi hết ngán mà, nuôi riết cái nhà vườn đặt cây làm không nổi. Lớp cây mình trồng mới nữa. Ủa con đang tận dụng thời gian cổ, cây này cũng 20-30 năm gì rồi, 20 mấy năm. Nó nói 20 mấy năm chuyển ngọn, mà cái ngọn bự chán rồi các bạn. Cây này nói chung vậy mấy bạn nuôi đế vô. Cái phong thì cũng cơ bản, nó có một cái quai nè, quai tận dụng nè. Như cái cành này, mới bắt cành này luôn. Đế thì được rồi chứ không đẹp cái này. Cái này nói chung đế thì mấy bạn làm lại là nó đẹp á, mồi vô làm lại thì nó sao này nó kín ra đẹp hơn. Còn như giờ thì chưa đẹp, giờ xấu. Cái này làm đế được tại mấy cái đế vòng vòng nó có, vòng chỗ nào nó cũng có rễ nhưng mà nó như không có duyên vậy, nó không có đều lắm. Cái này cây cũ luôn, 1, 2 cao khoảng 40-42 thôi. Nói chung mình giảm giá, mình cũng giảm giá một số cây này bán. Khúc sau này giờ khúc giai đoạn này nó chậm rồi, bán một số cây nhà bớt. Thủ công nha bạn.